tại sao các ca sĩ nổi tiếng như MC Thanh Bạch này, ca sĩ Thu Minh, ca sĩ Đan Trường, MC Trác Thế Miêu lại lựa chọn công nghệ Mega Fiber là công nghệ làm đẹp của mình? Thật sự là choáng ngợp. Hai chữ thôi, đỉnh cao. Hiệu quả tức thì, chỉ tốn có 60 phút. Một kết quả ngoài sự mong đợi. Mega Fiber là gì? Công nghệ này có ưu điểm gì vượt trội so với các phương pháp trẻ hóa khác trên thị trường? Giữa các phương pháp đơn trị liệu đang có trên thị trường đó là HIFU, Thermat, cấy mở tự thân hoặc là tiêm filler, Mega Fiber là một phương pháp trẻ hóa tự thân, ứng dụng đa trị liệu, sử dụng các sợi siêu vi sticker Mega Fiber và collagen tự thân giúp làm đẹp các vùng hốt, trũng trên gương mặt. Tất cả sẽ có trong livestream bạn hỏi chuyên gia trả lời về Mega Fiber của phòng khám quốc tế Mega Gangnam lúc 20 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2022. Quý vị hãy cùng đón xem nha. Nếu quý vị muốn giữ được một vẻ đẹp độc bản nhưng vẫn giữ được những cái đường nét tự nhiên của gương mặt mình thì hãy làm dịch vụ Mega Fiber tại Mega Gangnam.